Ok, hello kênh chat, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình là 7 Bông. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về cái live stream giới thiệu phiên bản 4.4, phiên bản Tết Hải Đăng. Và có lẽ đây là cái phiên bản mà các bạn cực kỳ mong chờ, bởi vì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái phần quà miễn phí mà các bạn có thể nhận được ở trong phiên bản này. Và trước khi mà chúng ta đến cái nội dung của video ngày hôm nay thì bảy tôi thông báo cho các bạn rằng là vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm nay, MeoYo đã bồi thường cho các bạn là 100 nguyên thạch miễn phí ở trong cái lỗi là lỗi dịch thuật về kỹ năng của Chavret, chứ nó cũng không có liên quan gì đến cái lượng sát thương gây ra, nó chỉ liên quan lỗi dịch thuật. Thế nhưng mà không hiểu tại sao chúng ta vẫn có được 100 nguyên thạch miễn phí. Thôi không sao các bạn ạ, đằng nào phiên bản này của chúng ta cũng đã ít nguyên thạch miễn phí rồi, thì có thêm 100 nguyên thạch miễn phí nữa thì càng hay, đúng không? Ok, giờ thì chúc tất cả các bạn may mắn trong banner của Lôi Thần. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên để lại cho 7 xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi, anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Intro nào. Đầu tiên là cái thời gian mà các bạn xem live stream giới thiệu phiên bản 4.4 sẽ là vào ngày 19 tháng 1, tức là vào tối thứ 6 của tuần sau. Các bạn sẽ được gặp những cái người rất là nổi tiếng của The Cineback đến chúc Tết các bạn. Số 2 đó là cái ngày mà chúng ta update của phiên bản 4.4 ấy, nó sẽ là ngày 31 tháng 1. Sau đó đâu đấy khoảng tầm hơn chục ngày là các bạn có update của phiên bản 4.4. Vậy thì có những cái thông tin gì mà chúng ta đã biết trước được MeoYo thông báo về cái sự kiện livestream 4.4 này rồi? Thực tế thì cái thông tin nhỏ giọt của MeoYo chính thức ấy, nó sẽ rất là ít, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào những cái sự kiện đã diễn ra rồi để chúng ta có thể biết được. Số 1 thì chúng ta sẽ nói đến cái đài phun nước. Hiện tại thì cấp đài phun nước của chúng ta đang là 40 là tối đa rồi, và các bạn sẽ cần 10 cấp nữa để chúng ta đi full cấp. Đồng nghĩa với đài phun nước thì chúng ta sẽ nói đến cái thất thiên thần tượng. Thất thiên thần tượng của chúng ta bây giờ cũng chưa có max cấp của thất thiên thần tượng. Vậy thì 4.4 chúng ta biết đâu lại có cái map mới ở Fontaine để chúng ta có thể lấy được cái thủy thần đồng là một này, số 2 là những cái ấn thủy khi mà các bạn đi nhặt dương ấy. Đây này, để mình nâng cấp cho cái đài phun nước này hay không. Nhưng mà theo nhiều nguồn tin mà anh em cứ comment ở dưới phần bình luận ấy, đó là chúng ta sẽ có map mới ở tận bên Li Yue. Thế thì làm sao để anh em mình lấy được cái ấn thủy bây giờ, làm sao để mình lấy thêm được cái thủy thần đồng? Bởi vì Li Yue thì chắc chắn là chúng ta sẽ có cái ấn nham, và chúng ta sẽ có cái nham thần đồng. À, nham thần đồng chắc không còn rồi, nhưng mà sẽ là ấn nham. Vậy thì cái đài phun nước này 4.4 vẫn không nâng cấp à? Chúng ta chỉ có mỗi 4.2 là dừng à? 4.3 không nâng, 4.4 không nâng. Thế thì 4.5 chúng ta mới có map mới ở Fontaine chăng? Đó là cái đầu tiên về map mới. Số 2 là nhân vật mới trong phiên bản 4.4. Thì MeoYo cũng đã đăng ảnh, các bạn cũng đã biết rồi. Đầu tiên là một trong những vị tiên nhân lâu đời của Li Yue, đó chính là bà cò có tên mà các bạn có thể chơi được ấy, đó chính là Xian Jun. Đấy, thì đây là nhân vật đầu tiên 5 sao hệ phong. Tiếp theo là nhân vật số 2, Gaming. Đây là một nhân vật hệ hỏa mới, và khả năng rất cao là chúng ta có thể nhận được Gaming ở trong cái list danh sách nhân vật 4 sao miễn phí của Li Yue trong Tết Hải Đăng 2024. Tiếp theo là như mọi Tết Hải Đăng mà chúng ta đã diễn ra rồi, từ Tết Hải Đăng của năm 2022 đến 2023, thì năm nay 2024 chúng ta cũng sẽ có thêm hai bộ trang phục mới. Như của năm trước 2022 chúng ta có trang phục của đây. Đấy, của mèo điện này. Rồi các bạn được tặng trang phục miễn phí của Ninh Hoang này. Ở năm 2023 chúng ta sẽ được tặng trang phục miễn phí của Lisa đi cùng với cả trang phục bán của ADK. Năm nay thì chúng ta vẫn sẽ chắc chắn là có thêm hai bộ trang phục mới, hai hoặc là ba hay là bốn gì đấy tôi không rõ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có bộ trang phục mới, và các bạn vẫn sẽ nhận được một cái bộ trang phục miễn phí nhá. Không biết là cái trang phục miễn phí năm nay của chúng ta sẽ là trang phục của ai và nó có đẹp hay không. Tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta chỉ có mỗi một cái bộ trang phục duy nhất của Deluxe là bộ trang phục 5 sao. Còn lại toàn bộ những cái bộ trang phục mà các bạn nhìn thấy ở hiện tại này thì nó chỉ là những trang phục 4 sao mà thôi. Biết đâu MeoYo lại học theo cái cách cho các bạn nhân vật 4 sao miễn phí của Li Yue, là họ sẽ cho các bạn một cái vật phẩm để các bạn chọn được một trong những bộ trang phục 4 sao đã được ra mắt từ trước đến giờ thì sao? Lúc đó thì các bạn sẽ lựa chọn ai? Đây là một cái ví dụ đấy nhá, bảy tôi không biết là nó sẽ có hay không. Còn với riêng cá nhân của bảy tôi thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là toàn bộ những cái trang phục bên dưới này thì bảy tôi đã có rồi, chỉ có mỗi ADK và Jin là bảy tôi chưa nhận được thôi. Thì nếu mà để chọn thì chắc chắn là bảy tôi sẽ lấy ADK rồi. Đấy, một trang phục rất là xinh gái đúng không? Đó là những thông tin mà gần như chúng ta đã biết trước, và không cần phải MeoYo thông báo chúng ta cũng thể đoán được nhờ những cái sự kiện đã diễn ra cách đây 1 cho đến 2 năm. Chỉ là chúng ta không biết được rằng là những nhân vật 5 sao quay trở lại trong phiên bản 4.4 đi cùng với banner của Xian Jun là ai thôi. Và lúc đó chúng ta có nên tiêu tốn nguyên thạch của mình vào hay không? Theo các bạn thì những nhân vật 5 sao quay trở lại trong phiên bản 4.4 sẽ là ai? Và Cell của chúng ta thì có được một slot ở trong cái banner quay trở lại được hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận cho tất cả mọi người cùng biết nhé. Giờ thì bảy tôi xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong live stream giới thiệu phiên bản mới 4.4 Tết Hải Đăng 2024. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye and see you again.